K-pop đang ngày càng phát triển và cũng ngày càng nhiều người muốn trở thành một idol. Và có hàng trăm công ty giải trí lớn nhỏ mọc lên như nấm sau mưa và họ đã tổ chức các buổi thử giọng không chỉ ở Hàn Quốc mà là cả ở nước ngoài. Và điều đó đã cho thấy sự khó khăn như thế nào để ra mắt và thành công như là một idol. Và cư dân mạng đã chia sẻ dữ liệu được thu thập trực tuyến thông qua trang Twitter. Theo thống kê của trang Twitter, Hàn Quốc và một số quốc gia trong khu vực có khoảng 1 triệu người nuôi dưỡng ước mơ trở thành một idol. Tuy nhiên, chỉ có 1.440 người trong số đó đủ điều kiện để được nhận vào các công ty giải trí tại xứ sở kim chi. Trong số 1.440 người được trải qua quá trình thực tập tại các công ty, chỉ có khoảng 324 người chính thức được ra mắt trong các nhóm nhạc. Đó là một sự cạnh tranh cao trong ngành công nghiệp K-pop. Cư dân mạng nhận xét, 5 năm sau sẽ có nhiều thần tượng hơn những công dân bình thường ở Hàn Quốc. Họ cũng nói rằng Seventeen đã ra mắt vào năm 2015 và họ cảm thấy vui mừng vì Seventeen vẫn là một trong những nhóm hoạt động tốt. Họ tin rằng đó không chỉ là về kỹ năng và hình ảnh mà còn là sự may mắn. Hầu hết các thần tượng đều có thể tìm thấy thành công thông qua Big 3. Và ngày càng nhiều chương trình thử giọng hơn như Produce 101, Under 19 tạo cơ hội cho các học viên ra mắt và nó cho thấy thị trường đang ngày càng trở nên bão hòa. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.